Xin 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 chào các bạn đã lại đến với Người Trong Ám Không Trượt Phát Nào. Lên giờ mày lên. Vô làm chút nay bị bác hơi săn bắn. Này chuyên mục mới nữa. Trên thang điểm 10, nếu như mình nhắm mắt là mình không sợ luôn á. Wow. Ghê chưa? Nhắm mắt là không sợ luôn á. 8.5 trên 10. Sao có déo có chấm 5 vậy? Em cảm giác là em sợ nhưng mà em không có sợ. Tại vì tính mình không làm gì thì không ai làm gì mình. Chắc là chắc phải 5 điểm thôi. Không có sợ lắm nhưng mà tùy lúc. Độ sợ ma hả? Trên 10. Nếu có sợ ma chưa gặp cho nên không biết sợ ma nó như thế nào, nhưng mà sợ cái phim ma. Lâm Chánh Anh được mệnh danh là ông vua của phim gì? Phim Cương Thi Hồng Kông. Nói thôi là biết ổng là ông nào rồi, không biết tên. ai vậy? Cho ông biết ông này là người nước nào, với tôi không biết là ai luôn á. Kinh dị. Phim ma Hồng Kông. Đón đại rồi. Tưởng Trung Hàng này. Lâm Chánh Anh nào. Phim Pokemon. Nghe tên có vẻ tàu tàu cho nên là khu vực quân sự số mấy của vị được cho là nhân nghiên cứu ngoài hành tinh. À 51. Ừ, đi lấy đi. Thôi lấy đi lấy anh được. Đúng á, tao nhớ có cái lần 51 nó tổ chức. Khu 51. Ủa mọi người, em tới đây để bị đánh hả? Zone 79. Số 51. Ủa sao chúng ta lại nhớ số zone 79 ta? Sử dụng đạn là bằng nguyên liệu gì có thể hạ được người sói? Bạc. Đúng rồi. Tớ dở, cho anh nhường. Cho anh ra nhường. Đạn bạc. Bạc. Anh phải là phóng điện 100.000 vô. Thật ra tao không biết đâu, nhưng mà nếu như bạn chơi The Witcher thì bạn biết là kiếm bạc là dùng để khắc quỷ, còn kiếm thép là dùng để giết người. Kể tên ba tựa game zombie bạn biết. Let's go. Đây đây lai. What was that? Đánh đi, đánh đi. Đánh này con là không tí sinh, không có into. Hơi nhiều. Trắng lại tại vì nó sẽ đánh em. Left 4 Dead rồi. Mới lâu cái gì bạn? Nhiều của bạn là vậy hả? Hết giờ. Zombie Land. Zombie Land các anh em chơi. Em biết. Má quê quá. Tự đánh đi mấy bạn. Resident Evil, House of the Dead, Left 4 Dead. Mày mấy cái này. Trong The Ring. The Ring. Khoan The Ring là cái gì mới được? À cái con chui từ chơi tiện chiếc nhẫn. Giả chết mẹ. You shall not pass. Giả chết mẹ. Trong The Ring vật dụng gì được dùng để lan truyền lời nguyền? Tivi hay cái giếng? À không. À tao không có coi đâu. Phim. Cái băng video, cái tivi. Ủa khoan ta. Ủa vậy sao em nhớ là nó có làm cái bản copy ra để làm cái gì đúng không? À để nó phát tán thêm được. Ah shit đúng rồi. Không có coi là mà biết ta. Em chỉ biết cái con nó chui ra thôi. Tivi. Sóng truyền hình. Lan truyền. Mặt kính hả? Không luôn. Cái này cái gì vậy? Đập nhau đi. Tự đập đi. Rồi. Ta cũng băng. Mày ơi nó đã vô mà. Rồi. Giờ rồi. Không hết quá. Lễ hội người chết của Mexico được diễn ra vào tầm khoảng tháng mấy trong năm? Cái đó là trong Coco á. Mày có coi Coco không? Tao không có coi. Tao cũng đeo biết. I'm in love with the Coco. Tháng 10. Không.
mới định nói tháng 10 luôn. Mới định nói tháng 10 luôn. Tháng 11 hả? Đúng rồi đó. Mạnh như vậy. Tháng 10. Tháng 7. Tháng 7 là tháng cầu hồn, Phương Đông má ơi. Tháng 4. Mua actor đời. Có gì á? Mua actor đi. Trong cô cô. Em biết trong cô nhưng mà không nhớ. Tháng 1 hả? Tháng 11. Là trước Noel thất bại. Tự dọn mình đi ba. Annabelle ở nước nào? Mỹ. Mỹ. Nani? Anh. Nước Anh. Nước Mỹ. Anh. Sai. Nước Pháp. Scotland. Sai. Nước Hà Lan. Đức. Nước Ý. Nước Áo. Phần Lan. Nước Nước Mỹ. Nãy giờ mình kể cho ông nước kể. Tại sao mình lại bỏ hàng Mỹ đầu tiên? Vào những ngày này các em hay gõ cửa những người lớn để xin kẹo. Nhưng khi các bạn gõ cửa vào kênh Người Trong Văn Phòng, các bạn nhớ đăng ký. Chúc các bạn một mùa Halloween vui vẻ. Yeah, yeah. Bị cách chịu. Ok, bye bye các bạn.